Chào các bạn, mình là Sơn và trong cái video này thì mình sẽ trình bày một cái vấn đề đó là overfitting và underfitting cũng như là cái cách khắc phục. Thì overfitting nó là một cái hiện tượng mà cái mô hình của các bạn hay là cái thuật toán của các bạn nó đạt cái kết quả dự đoán rất là tốt trên tập dữ liệu huấn luyện nhưng lại kém trên tập dữ liệu kiểm tra. Tốt trên tập huấn luyện có nghĩa là các bạn training cái gì, cái tập training của chúng ta ấy. Sau đó cho dự đoán trên cái tập training ấy thì nó cho cái kết quả nó rất là tốt. Nhưng mà trên cái tập test của các bạn, cái tập dữ liệu mới mà chưa được training ấy thì nó lại cho cái kết quả rất là tệ. Có nghĩa là nó học vẹt, dạy gì thì biết cái đấy thôi. Còn khi mà gặp một cái mới thì nó không thể mà giải quyết được. Hay là cái mô hình của chúng ta nó quá phức tạp, được chưa? Các bạn nhìn cái đường màu xanh lá cây đây chính là cái mô hình bị overfitting. Nó quá phức tạp đúng không? Các bạn nhìn nó bao quát được hết các cái điểm màu xanh 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 nước biển ấy, đó chưa, nó quá phức tạp, nó dẫn đến bị overfitting. Thế còn cái fit thì sao? Fit có nghĩa là vừa đúng không? Cái hợp lý thì là cái đường màu đen này này, nó mới là cái tổng quát được cái tập dữ liệu này. Nó tí nữa thì mình sẽ trình bày cách để mà khắc phục overfitting và underfitting. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến underfitting. Thì do cái mô hình của các bạn hay cái thuật toán của các bạn ấy nó quá đơn giản cho nên là quá đơn giản thì nó học cái kiểu như học chưa đủ ấy, học học ngu chẳng hạn đúng không? Nó quá đơn giản cho nên cái kết quả nó kém trên cả tập training lẫn tập test. Các bạn có thể thấy là ở đây là underfitting này, đây nó quá đơn giản là một cái đường thẳng này, nó suy ra là nó kém. Các bạn nhìn nó không thể mà bắt được dự đoán được gọi là tối đa đúng không? Các bạn nhìn này, cái đường màu đỏ nó quá nhiều, là cái chấm màu xanh nó cũng quá nhiều ở bên hai bên, nó không phân lớp được. Thế còn cái overfitting đây nó lại quá phức tạp, nó lại phân lớp rất là rõ ràng, được chưa? Nhưng mà nó lại mất đi cái tính tổng quát khi mà có một cái dữ liệu mới vào. Đó. Thì cái fitting cái fit đây có nghĩa là cái hợp lý ở đây. Các bạn nhìn này, nó phải là một cái đường như này đúng không? Đây, đó thì tí nữa mình sẽ trình bày cho các bạn cách để mà khắc phục cái này luôn. Các bạn cũng có thể nhìn nhận overfitting và underfitting dưới cái góc độ của variance và bias. Thì cái variance chính là cái phương sai mà mình đã đề cập ở cái video hôm trước. Đó là khi mà phương sai đó là một cái giá trị đại diện cho độ phân tán của các số liệu so với giá trị trung bình. Nếu mà cái phương sai nó càng cao ấy thì cái sự phân tán của nó càng lớn và nó dẫn đến là các cái giá trị đấy nó sẽ rất là xa so với cái điểm trung bình, được chưa? Nó rất là xa so với điểm trung bình. Có thể là cái giá trị dự đoán thì nó rất là xa. Thì cái việc mà bị model của chúng ta bị overfitting ấy, thì nó thường hay có cái biểu hiện đó là cái variance này nó rất là cao, được chưa? Cái variance này nó rất là cao, suy ra là cái model của chúng ta nó rất là phức tạp, nó phức tạp. Các bạn nhìn nó, cái đồ thị đường này nó rất là phức tạp. Còn cái underfitting ấy thì do là cái mô hình của chúng ta nó rất là đơn giản, nó rất là, mỗi đường thẳng này rất là đơn giản, cái bias nó cao đúng không? Nó còn cái balance chính là cái cân đối, thì nó sẽ cân đối giữa giữa thằng bias và thằng variance. Ở đây ví dụ là thấp này, nhưng mà có thể là nó là cao hoặc là trung bình ấy, nhưng mà nó sẽ cân đối với nhau, được chưa? Ở đây nữa các bạn có thể quan sát là cái sự thứ nhất là lỗi này. Ở bên dưới đây chúng ta có cái độ phức tạp của mô hình. Đối với cái bias mà cao ấy thì các bạn tương đương lỗi nó cũng cao đúng không? Nhưng mà ngoài lỗi cao thì nó khác so với lại cái variance là cái phương sai cao. Đối với cái hai bias thì cái mô hình của chúng ta đơn giản. Đây, cái độ phức tạp nó là cái trụ x nó tăng dần đúng không? Nó còn nếu mà với cái hai variance ấy thì cái mô hình của chúng ta nó phức tạp. Nó và cái đối với cái hai variance này thì cái training của chúng ta, cái lỗi training của chúng ta, lỗi khi training ấy thì nó rất là nhỏ, nó tiến tới không rồi, nó rất là nhỏ. Nó các bạn nhìn chưa? Đây, lỗi nó đang rất là nhỏ này. Nó trong khi đó thì cái tập validate của chúng ta ấy, thì nó lại cái tập có nghĩa cái tập kiểm tra ấy, thì tí nữa thì mình sẽ nói đến cái tập validate này là cái gì. Cái tập validate của chúng ta nó có cái lỗi thì nó lại rất là tăng dần này, thấy chưa? Trong khi mà cái training error cái lỗi này, errors thì nó lại giảm dần. Nó thì để mà cái mức của cân bằng thì chúng ta ở đây. Chờ trong cái hình này mức cân bằng nó ở đoạn này. Đó. Thì cái khắc phục của chúng ta sử dụng validate và regularization.
Đối với cái việc validate thì chúng ta chia cái training set, thì chúng ta chia cái tập training thành nhiều phần rồi lấy một phần để validate. Còn các phần còn lại dùng để xây dựng model. Cái tập training này thì chúng ta chia làm nhiều phần và lấy một phần để làm tập validate để riêng ra. Và cái phần còn lại của cái dataset thì chúng ta sẽ dùng để mà test. Đó thì ở đây các bạn nhìn thấy cái training set này. Mình chia nó làm 10 phần này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình lấy một phần để mà làm cái gọi là tập validate. Còn 9 phần còn lại thì mình dùng để training cho cái model. Và đây các bạn, mình sẽ lấy từng phần một đây. Phần 1 thì suy ra được cái lỗi là E1. Đúng không? Tí nữa mình lại lấy cái tập bên trong này là cái tập tập validate, thì mình lấy những màu trắng là tập training thì mình suy ra được cái lỗi là E2 này. Nó xuống dưới tương tự như vậy thì mình có 10 cái lỗi, và mình lấy trung bình của 10 cái lỗi này thì sẽ suy ra đấy là cái lỗi trung bình, chính là cái validate. Đây chính là cái validate exhaust này, để chờ cái lỗi đó, lỗi validate. Và cách tiếp theo đó là cái cách mà chúng ta sẽ thêm vào cái hàm mất mát của chúng ta, cái hàm mất mát này một cái số hạng nữa. Và cái số hạng này thường dùng để đánh giá độ phức tạp của cái mô hình. Số hạng này thì càng lớn thì mô hình của chúng ta càng phức tạp. Ok, thì các bạn để ý này, đây là cái hàm lỗi của chúng ta. Cái hàm lỗi này sẽ được tính bằng trung bình của cái giá trị dự đoán, à giá trị thực tế trừ đi giá trị dự đoán, được chưa? Nó giá trị thực tế trừ đi giá trị dự đoán. Bây giờ chúng ta cộng nó thêm một cái hằng số, chính là cái trong ô vuông này. Nó ở đây thì có hai kiểu cộng. Cái kiểu cộng thứ nhất là các bạn nhìn thấy là nó không có bình vuông ở đây, đúng không? Đây là ký hiệu của cái gọi là cái ký hiệu này, là cái ký hiệu là giá trị tuyệt đối, đúng không? Lấy giá trị tuyệt đối để cho nó không âm. Nó của các cái theta chính là đây, ký hiệu của theta chính là các cái tham số đầu vào. Đó. Và chúng ta đi tính tổng tất cả những cái giá trị đó. Rồi là nhân với lại một cái lambda. Thì chúng ta có cái lambda ở đây để mà chúng ta, khi mà chúng ta cả cái biểu thức bên này này, bên phải này, chúng ta muốn tăng lên một đơn vị thì chúng ta tăng lambda lên chẳng hạn, đúng không? Chúng ta muốn giảm đi ấy, thì chúng ta giảm lambda đi, bởi vì là cái thằng bên này này nó không có cái trường hợp là nhân với số âm. Ok. Thì ở đây thì chúng ta bình phương lên thì nó gọi là nó sẽ bình phương lên thì nó cũng sẽ triệt tiêu được số âm thôi. Thì cho nó cộng thêm một cái đấy thôi. Tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng, được chưa? Ví dụ khi mà các bạn sử dụng cái này này, cái bên này này, thì cái hằng số này nó, cái số hạng này nó sẽ rất là nhỏ 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 hơn so với cái này, đúng không? Cái này nó phải bình phương mà. Đó. Thực ra thì các bạn cũng cũng có thể lấy trung bình cũng được. Rồi thì chốt lại cái cách khắc phục của underfitting và overfitting là như sau. Thứ nhất đó là chúng ta khi mà chúng ta bị underfitting ấy, thì chúng ta nên chọn các cái feature khác, bởi vì có thể là cái feature đấy nó không không ảnh hưởng gì đến kết quả dự đoán của chúng ta chẳng hạn, được chưa? Thứ hai là chúng ta có thể thêm vào các cái feature dạng như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì là cái khi mà là underfitting là do cái mô hình của chúng ta quá đơn giản, thì chúng ta sẽ phải tăng cái độ phức tạp của tăng cái độ phức tạp của mô hình lên bằng cách việc là thêm vào một số các cái feature khác. Ngoài ra thì chúng ta có thể giảm parameter của cái lambda xuống. Thì cái lambda chúng ta đã sử dụng ở trong đây này. Thì khi mà cái lambda này nó giảm đi ấy, thì sao? Thì cái hàm lỗi này nó cũng sẽ giảm đi. Bởi vì ở đây là một con số, đúng không? Chúng ta nhân với một con số bé hơn thì nó sẽ ra kết quả bé hơn, đúng không? Mà cái kết quả này là bé hơn thì khi mà cộng với cái này thì suy ra nó ảnh hưởng cả đến cái hàm này, nó bé đi, đúng không? Mà cả cái hàm này bé đi thì đây là hàm lỗi. Mà cái hàm lỗi nó bé đi thì suy ra là cái lỗi của chúng ta nó ở đây này, nó giảm xuống, đúng không? BS cao này, chúng ta đang ở đây, chúng ta giảm 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 xuống, nó sẽ dần dần ra đến đây, đúng không? Nó rồi. Còn ở đây thì mình lưu ý là các bạn có thể chọn một trong cái số cách này nhá. Nếu mà chọn một trong số cách này không được thì các bạn sẽ kết hợp một các cách lại với nhau để mà tìm ra, giống kiểu mò mò đấy. Đó. Overfit đối với trường hợp mà cái variance nó cao ấy, thì các bạn có thể tăng cái số lượng training data do dữ liệu của chúng ta ít quá chẳng hạn. Nó chưa tổng quát được.
Có thể nên suy ra nó bị overfit thì các bạn có thể là tăng dữ liệu training lên, hoặc là giảm số liệu. Thứ nhất là giảm giảm số gọi là giảm cái feature đi, giảm thuộc tính đi đó, và chúng ta có thể tăng cái độ lớn của lambda lên. Đây, ở đây chúng ta nếu mà chúng tăng lambda lên ấy, cái hàm lỗi nó cũng sẽ tăng dần. Thì các bạn nhìn thấy cái training lỗi này, cái lỗi training của chúng ta này, khi mà chúng ta tăng cái lambda lên ấy, thì cái lỗi này nó cũng sẽ tăng lên. Bởi vì là ở đây này, cái hệ số này nó là cái hàm lỗi của chúng ta, nó cộng thêm với cái hàm lỗi của chúng ta. Khi mà cái này tăng lên thì suy ra cái lỗi tăng lên, mà cái lỗi tăng lên thì lỗi đang thấp thấp này, khi mà chúng ta cái variance nó cao thì cái lỗi của chúng ta nó thấp thấp thấp, nó cứ thấp thôi đó, được chưa? Thì chúng ta cần phải điều chỉnh nó về cái giữa giữa này, đúng không? Thì đơn giản là chúng ta tăng lỗi lên thôi, tăng lỗi bằng việc là chúng ta tăng cái lambda lên. Ok, rất là đơn giản đúng không? Đó là một cái số cách. Các bạn lưu ý là các bạn chọn từng cái một ở trong đây để mà thử nhá, sau đó thì kết hợp nhiều cái lại với nhau và các bạn đánh giá cái mô hình của các bạn. Đấy là cái kỹ năng đánh giá, thì đây là một số cách để mà giải quyết vấn đề thôi. Còn trong từng cái trường hợp cụ thể thì các bạn sẽ có cái cách giải quyết nó khác nhau, nên là mình không thể nói trước được điều gì. Ok, cảm ơn các bạn. Đó là về overfitting và underfitting, thì cũng như là cái cách giải quyết. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Ngoài ra các bạn có thể mua khóa học để mà học thêm các cái khóa nâng cao hơn. Cảm ơn các bạn.